Em thân chào cả nhà mình nha. Tiếp nối em giao lưu rất vui cùng cả nhà mình. Đó là cây linh sam siêu bông ưu điểm luôn nha cả nhà. Cũng là linh sam siêu bông ưu điểm mà cây này là cây thác đổ nha anh chị em mình. Cây thác đổ nuôi bổ rễ. Hiện tại thì cây bên em đang cho hoa rất là nhiều. Hoa đầy cây luôn đó anh chị em mình. Những cây này em Út cũng đã bẻ được 3 nước kẽm rồi nha anh chị em mình. Để em quay một vòng cây này cho anh chị em mình xem ha. Cây cực kỳ duyên luôn. Linh sam siêu bông ưu điểm cây zin thác đổ luôn nha anh chị em mình, hoa rất là nhiều. Đây anh chị em mình xem cái chi giùm em ha, dàn chi giùm em nha cả nhà. Cái này hoành trên cổ rễ của nó là 23, hoành trên cổ rễ là 23 nha anh chị em mình. Cây rất là to nha anh chị em mình, bộ tàn rất là rộng nha. Chiều cao mà tính hết cái bộ tàn trên đây của nó là 76 cm, bộ tán của nó là 80 nha anh chị em mình. Còn bộ rễ thì anh chị em mình khỏi nói nha, tại vì em Út qua cây múc nuôi bộ rễ mà. Đó anh chị em mình xem giùm em cái bộ rễ nha. Đó, bộ rễ hết nói bộ rễ luôn nha anh chị em mình nha. Linh sam siêu bông ưu điểm cây sim nha cả nhà. Đó, anh chị em nào thích cây này thì nhắn tin alo cho em. Số điện thoại 0795499088 nha anh chị em mình ơi. Cây sim nha cả nhà. Linh sam siêu bông ưu điểm thác đổ nha anh chị em mình. Cái này về anh chị em mình vô cái chậu nữa là ok luôn đó nha. Tại vì em không có chậu, em chỉ vô được cái chậu xi măng này thôi à. Cây này nó thuần chậu từ đó đến giờ luôn nha anh chị em mình. Về cả nhà có thể rủ ra mình vô một cái chậu khác cho cây nó đẹp hơn nha. Đó, hiện tại cây ra hoa rất là nhiều anh chị em mình. Màu tím rất là đậm nha anh chị em mình. Linh sam siêu bông ưu điểm lá nhỏ hơn siêu bông và hoa màu tím đậm hơn siêu bông nha cả nhà nha. Đây, anh chị em nào ưng ý thì nhắn tin alo cho em nha. Bộ rễ thì hết nói nha cả nhà.